Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình là Viên Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. À, trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. À, xin chúc cho tất cả những người yêu quý Đại Lâm và những người không yêu quý Đại Lâm luôn sức khỏe, bình an, mọi điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống này vô thường bất chợt lắm các bạn ơi. Giúp nhau khi còn có thể. Ok man, vô hàng. À, còn đây là Lip Glow, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi vai gáy, so bóp 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À, còn các bạn nào có chơi xe, đam mê chơi xe đắt, hãy vào kênh Vũ Tuấn Xe Đắt các bạn. Vũ Tuấn Xe Đắt, tham quan tham khảo xe đắt nha. Còn cái video này, Đệ Lâm 2023, hiện tại bây giờ là sinh năm 1972 nha. Quê Chợ Mới An Giang. Sinh năm 1972, quê Chợ Mới An Giang. À, hiện tại bây giờ kèo 4 chuyền phổi giữa anh em Campuchia và Việt Nam. Hiện tại bây giờ đặc biệt là solo key 9m và 12m đầu dò. Hiện tại bây giờ Việt Nam chúng ta hầu như không còn ai để tiếp và đối đầu với Campuchia nữa, đặc biệt là sau thời gian coi như Long Kỳ đã đi vào ngôi nhà huyền thoại rồi, và hiện tại bây giờ không còn ai đủ trình độ đẳng cấp để tiếp đầu dò nè. 9m và 12m, đây là ba cái mà Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ 2023 đã bị Campuchia lấn sân. Còn đây là video clip Đại Lâm người thật việc thật nha. Sinh năm 1972, quê Chợ Mới An Giang. Thách đấu đặc biệt ưu tiên cho những người anh em Campuchia. Sinh năm 1982. Đại Lâm sinh năm 72. Thách đấu những người anh em sinh năm 82, 81, 80, vân 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 đại, nó cũng như là 40 trở lên nha. Đại Lâm lậu năm 2, thách đấu cho những người anh em 40 trở lên nha. Đại Lâm có thể chấp 10 tuổi. Ok. Solo đầu dò nha. Solo đầu dò. Đại Lâm không dám nói bao sổ. Nhưng giá trị tài sản của Đại Lâm trên răng dưới bình xăng. Một chiếc Accenter 2010. Một chiếc Accenter 2010. Nha. Trị giá 40 triệu. Cái kênh YouTube của Đại Lâm Vua Đầu Dò, hiện tại bây giờ có rất nhiều người vào hỏi Đại Lâm, và giá là 150 triệu. Giá 150 triệu cái kênh YouTube của Đại Lâm nha. Thì Đại Lâm sẽ chèm được là 190 triệu, đúng không các bạn? 190 triệu nha. Rồi, Đại Lâm sẽ thách đấu tầm 40 tuổi trở lên đầu dò solo tại đất Campuchia luôn nha, không cần ở Việt Nam, tại đất Campuchia luôn. Bóng gì cũng được, bóng gì cũng được nha. 40 trở lên 100, không nói được, không nói qua. Riêng Đại Lâm chơi, Đại Lâm đứng ra chịu nha. Ok. Trên đất Campuchia luôn. Rồi, tài sản Đại Lâm còn 190 triệu. Chơi 100, Đại Lâm chừa 90 triệu lại để lo cho bản thân, nhà trọ hàng tháng và mama của Đại Lâm nha. Đại Lâm còn mama 72 tuổi. Đại Lâm như thế thôi nha. Các bạn hãy vui vẻ vào video của Đại Lâm, comment thoải mái, khách quan. Các bạn muốn chửi Đại Lâm, nổ, xạo lờ, cái gì cũng được. Ok. Vui vẻ không bao bọ. Các bạn thoải mái. Các bạn comment, không có mất tiền mua. Các bạn muốn làm sao tùy các bạn. Ok chưa? Đại Lâm xin nhắc lại nha. Thách đấu đặc biệt ưu tiên cho anh em Campuchia. Đại Lâm đại diện cho Việt Nam. U40 trở lên, Đại Lâm hiện tại bây giờ là
sinh năm 1972 nha. Cambodia U40 trở lên 100 lít xăng. Máy chạy đặc biệt trên đất Cambodia, chạy bóng gì cũng được nha. Ok. Nhưng tóm lại cái điều cuối cùng nha, nếu bắt đầu hẹn kèo hai bên sắp xếp 2 tuần hoặc 3 tuần, rồi 2 hoặc 3 tuần cho chuẩn bị chiến, ok nha. Đại Lâm nói là làm, từ trước tới giờ Đại Lâm chưa hề biết nịnh nót. Cuộc sống của Đại Lâm, nhà trọ, con người Đại Lâm, bản chất Đại Lâm không nịnh nót, không biết nịnh nót điều gì. Đại Lâm nói là làm. Đại Lâm, tài sản của Lâm còn một chiếc ẹt bởi trị giá 40 triệu. Cái kênh YouTube của Lâm hiện tại bây giờ có rất nhiều người hỏi, 150 triệu nha. Tổng cộng chi phí 190 triệu. Đại Lâm chơi 100 triệu thách đấu. Rồi, ok. Đất Cambodia nha. Bóng gì cũng được. U40 trở lên. Đại Lâm U52 rồi, sinh năm 72. Tuổi một mình U52 rồi, ok. 2 hoặc 3 tuần. Cho hẹn 2 hoặc 3 tuần để cho hai bên thống nhất chuẩn bị với nhau. Ok. Còn các bạn nào có chơi với em bạn của Lâm, Lão Nhị. Đây là Lão Nhị U50. Lão Nhị U50 nha. U50 ai cầm cầm. Tất cả các binh khí một tay U50 nha. Tất cả các binh khí U50 một tay. Ok. Lão Nhị chơi tẹt ra. Hai căn nhà ba tấm ra đi rồi, hai chiếc xe đi luôn rồi, bây giờ còn hai trái thận đi luôn cũng chẳng sao. Ok man. Rồi chúc cho Lão Nhị và tất cả mọi người luôn yêu thích Đại Lâm, và những người không yêu thích Đại Lâm luôn sức khỏe bình an. Các bạn cứ thoải mái comment tặng ra. Có nhiều bạn nói Đại Lâm nổ nổ, thì tùy các bạn muốn chơi muốn gì hãy đến. Còn sau lưng là Azin. Azin mặc dù rất dở và rất tệ, nhưng đối thủ của Azin Tưng Đen, Cà Ràng Thanh Nhỏ đều đều Azin đều tép hết. Ok, xỉn xỉn luôn. Đấy là Azin. Các bạn hãy comment khách quan thoải mái. Thoải mái các bạn muốn chửi bới Đại Lâm giờ nào tùy các bạn. Giúp nhau khi còn có thể. Không có gì phải ngại ngùng. Mặt Đại Lâm đây. Nè, mặt Đại Lâm đây. Các bạn muốn thích chửi thì chửi, ok. Cuộc sống mà, vui vẻ. Hãy làm những gì vui vẻ, nếu vui vẻ thì cứ làm, ok.